Chào các anh em đang xem miền Tây Solar ha. Nay là tối ngày thứ thứ sáu anh em, ngày 16 tháng 9 2022. Mình lại tiếp tục lên đơn gói hàng cho anh em. Thì trước mắt anh em là một cái gọi là JD80W, có dạng chảo ha. Và cái này mình đang bán giá là 600k. Thì mình cũng báo cáo với anh em luôn là bên cái hãng Zindian á, là nó sản xuất cái dạng chảo này nè, là chỉ có một loại này thôi. Cho nên anh em thấy ở đâu đó mà ghi 100W hoặc là 250W gì đó thì cái đó là cái 80W này nha anh em. Nhưng mà người ta báo không đúng thôi. Thì cấu hình của nó thì một cái tấm pin 18W. Bộ pin lưu trữ của đèn này là 10 ampere giờ và 120 con led 5730 hai màu. Màu trắng và màu đỏ nha anh em, màu trắng và màu đỏ ha. Thì ở đây một cái bịch ha, ở đây ta chưa xé rồi, mình mới xé ra nè. Xé để chi? Để lấy thứ nhất là pin ra nè, tại vì ở trong đây nó chứa hết ráo này nè, bộ pin nè đó, một tay thì cũng hơi khó ha. Bộ pin lưu trữ nè, anh em đợi mình một xíu để mình lấy bộ pin ra ha. Pin lưu trữ và remote nha. Mình vừa lấy bộ pin ra là bỏ vào cái remote này nè. Giờ bên trong đây nó còn hai cái tắc kê sắt ốc chuồn chuồn để gắn tấm pin và cái cục đen đen để treo đèn lên ha. Thì có cái dây đi kèm để bắt tấm pin nè. Tấm pin này là tấm pin 18W nha anh em. 3 tấc rưỡi vuông, ngang 3 tấc rưỡi, dài 3 tấc rưỡi, có cái mạc ghi, tấm pin này không có cái mạc anh em, tấm này xui cái là không có mạc ha, đó, và tấm này là tấm 18W. Thì cái đèn này thì đường kính từ đây qua đây á, đường kính từ đây qua đây là 3 tấc rưỡi nha anh em, cháy rất là sáng, đèn sạc rồi nè mọi người, sạc ha. Giờ mình rút cái đuôi sạc của nó ra, rút đuôi sạc ra, đó, mình sẽ tiến hành review cho anh em về độ sáng. Cái đèn này anh em có thể dùng hai chức năng, màu đỏ để chúng ta gắn ở chuồng heo, chuồng bò, chuồng trâu để chúng ta đuổi muỗi, còn màu trắng là chúng ta để thắp sáng, người ta pha, người ta làm đủ thứ chuyện đời ha. Đó, ta gắn ở đâu cũng được đó nha. Đấy. Thì các anh em xài rồi báo cáo với mình là cái đèn này rất là sáng, tuy có 600 ngàn nhưng mà nó sáng ok ha. Độ sáng thì anh em rất là hài lòng. Nhưng mà cái vấn đề là cái pin, bộ pin của đèn anh em. Pin của đèn này nếu mà trời mà nắng ngon lành á thì nó cháy sáng đêm. Còn trời mà nắng không ngon á là tới 3 4 giờ sáng là bắt đầu nó mờ lại anh em. Nó mờ 50% độ sáng à. Đó, đây là thiệt vậy nha, sự thật vậy nha. Có nghĩa là trời phải nắng, thiệt là nắng thì cái đèn nó mới cháy sáng đêm được. Còn mà trời âm u là cái đèn nó cháy tới 3 giờ sáng anh em. Nó không tắt nha, nó sẽ mờ lại và nó cháy tới sáng. Đó. Đó là cái ánh sáng màu trắng của nó, còn ánh sáng màu đỏ của nó là cháy xuyên đêm nha. Cháy thoải mái xuyên đêm. Đó thì nếu mà cái đèn này anh em lắp ở trong nhà thì cái vấn đề anh em đi ngủ á, đi ngủ cái anh em tắt, đi ngủ cái tắt phải không? Vậy là cái đèn không bao giờ hết pin. Còn người ta mà lắp ở ngoài mà người ta cho nó cháy xuyên đêm á, thì nếu mà cho nó cháy màu trắng này nè, nó xuyên đêm thì nó tới 3 giờ sáng ha, nó sẽ sụp xuống 50% và nó duy trì tới sáng nha. Đó, mình phải nói rõ cho anh em biết như thế. Thì tại vì cái đèn này có 600 ngàn mà nó rất là sáng nha anh em. Giá chỉ có 600 ngàn thôi nhưng mà nó rất là sáng. Nè anh em thấy không? Nó phản xuống đất nè. Anh em thấy phản đất không? Đó, nó có 600 ngàn mà rất là sáng. Đó, giá rẻ mà rất sáng, có nghĩa là nó sẽ có bộ pin không lớn lắm. Bộ pin không lớn lắm thì nó sẽ không có duy trì nổi nguyên đêm nếu mà trời không nắng ha. Trời không nắng thì đèn không duy trì nổi nguyên đêm. Đó, mình phải nói rõ cho anh em như thế. JD80W này anh em mua rất là nhiều. Đa số anh em lắp ở trong nhà anh em, lắp trong nhà. Khi lắp trong nhà thì đi ngủ ta tắt thì đèn không bao giờ hết pin được ha. Đèn rất là sáng nha anh em. Này mà treo con em học bài viết chữ là thoải mái nha, thoải mái. Học bài viết chữ thoải mái nha. Đây, đây. Sáng chói camera luôn mọi người. Đây, anh em thấy không? Đây. Đây. Anh em thấy nè. Đó, chiếu vào cái mốt cho anh em xem. Mốt để mình để dành gói đồ á mọi người. Ha. Đây. Rất là sáng. Chỉ có 600k thôi nha anh em. Anh em đam mê liên hệ mình nha. Đó, ray sắt để bắt tấm pin rồi móc sắt để treo cái đèn lên là đầy đủ hết ha. Không có thiếu món gì hết. Anh em mua thì mình gửi bữa bộ luôn ha, đầy đủ không thiếu món gì. Đây. Rồi đam mê liên hệ mình nha. Đó là ánh sáng màu trắng, còn ánh sáng màu đỏ là chúng ta dùng để treo đuổi muỗi cho trâu bò rồi á. Đây. Cái đèn này mình gửi cho anh Nhuận ha, anh Phạm Phạm Nguyễn Phú Nhuận ở khu phố 7 phường Định Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương. Thì anh Phú Nhuận là anh mua hàng rất là nhiều lần rồi anh em. Mua hàng rất rất là nhiều lần rồi. Ha, và lần này anh quay lại anh mua nữa ha, anh mua lai rai, anh hỏi thăm mình cái này không nó bán được không, gọi cho anh cái anh xài thử chơi ha. Hôm bữa giờ không biết anh có lấy cái này chưa, nhưng mà bữa nay anh lấy một cái đấy,
Thì cảm ơn anh Nhuận rất là nhiều, anh luôn mua hàng ở bên mình thành mối quen luôn anh em. Rồi mọi người đam mê cứ liên hệ mình nha, 076 687 4311 nha. Xem kênh nhớ cho kênh mình cái đăng ký nha anh em. Bấm nè, on nè, sáng ghi chưa nè, màu đỏ nè, màu trắng nè, màu đỏ nè, auto nè, auto đèn cháy, lý do là tại vì gỡ pin ra nè, đó đèn cháy rất là sáng nha mọi người ha. Đấy. VIP chưa. Đây, anh em đam mê cứ liên hệ mình 076 687 4311 nha. Xin chào anh em, hẹn gặp anh em ở những mặt hàng lần sau.